Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ làm một cái đoạn clip ngắn để so sánh về hai cây đàn đang rất là được ưa chuộng ở Việt Nam. Đàn Fusion 5 của Cordoba và cây đàn Martinet MC88 CE. Đây là hai cây đàn mà có cái đặc điểm là kiểu như là gọi là đàn chơi bán cổ điển ấy, đàn semi classic, tức là có gắn âm thanh ở trong. Thì khi mà các bạn nối cái âm ly thì là nó sẽ phát âm thanh qua cái âm ly ra loa. Tuy nhiên thì tôi là cá nhân tôi thì là một người chơi classic, cho nên là tôi thường là tôi sẽ kiểu quan tâm đến cái chất âm mộc hơn. Thì kiểu lâu nay thì Martinet với cả Cordoba ở Việt Nam thì rất là nổi tiếng. Và hầu hết là mọi người hay có cái sự so sánh giữa hai cây đàn này và nói rằng là cái này hơn cái kia hơn. Thì theo như cái đánh giá của tôi thì cả hai cái loại đàn này nó đều có những cái đặc trưng riêng, đều tất nhiên là đều được sản xuất ở Trung Quốc thôi. Thế nhưng mà Trung Quốc thì các bạn biết là bây giờ cái công nghệ của họ, hay là cái nếu mà khi mà họ đã quyết định, họ đã làm để cho nó hay thì nó sẽ rất hay. Cho nên là tôi nghĩ là cái xuất xứ ở đâu thì chúng ta không cần quan tâm, mà thường là chúng ta sẽ phải nhìn vào cái âm thanh của cây đàn một cách cụ thể. Thì ở đây bên trái tôi là cây đàn Fusion, đàn Cordoba, ở bên này là đàn Martinet. Thì cái chất liệu gỗ nó đã khác nhau rồi. Đây là gỗ spruce, còn cái đàn Martinet thì là gỗ sida. Thì chất âm của sida thì nó sẽ ấm hơn, còn spruce thì nó sáng hơn. Thì bây giờ tôi sẽ chơi mẫu trên cái đàn Cordoba này. Về cái giá tiền thì các bạn cứ hình dung là cái phân khúc của nó có lẽ là cũng ngang nhau. Nó cũng khoảng cỡ khoảng 10 triệu một cây, trên dưới 10 triệu một cây. Thì bây giờ tôi sẽ chơi mẫu một chút trên cái đàn Cordoba này. Đây các bạn nhìn âm thanh rất cân đối. Các bạn thấy là cái âm của cây đàn này, đấy, nó rất là chắc, tiếng nó rất là chắc. Theo như cái đánh giá của tôi về một cái cây đàn, cái thùng của nó khá là mỏng, thùng nó rất là mỏng. Thế nhưng mà đánh giá nếu như mà xét về những cái cây đàn mà nó kiểu classic ấy, tầm tầm 10 triệu của đàn classic thì tôi cũng cảm thấy nó không phải là kém, tức là nó cũng không hề kém cạnh chút nào về âm mộc, tiếng rất là chắc. Còn bây giờ tôi sẽ chơi cái Martinet 88 này. Tiếng nó rất là ấm và cái nội lực của nó không không hề thua kém Cordoba, nhưng mà nó rất là ấm. Mà từ độ sáng thì không bằng do cái tính chất của gỗ. Tiếng của cái đàn này thì nếu như mà khi mà bạn chơi lâu bạn thấy thì nó sẽ có cái gì nó hơi kiểu nó rất là nó hơi buồn,
Thì theo như cái cảm nhận của tôi ở cái tuổi bây giờ ấy, thì là nếu như mà chơi những cái bài mà nó buồn buồn ấy, thì Martinet rất là hợp. Còn những cái bài mà nó sáng sủa, nó vui tươi hơn thì chơi trên cái đàn Cordova. Cái độ ngân nga của Cordova nó có vẻ hơn, nhưng mà cái đàn Martinet thì bù lại nó lại ấm hơn, nó có cái gì đấy nó thiên về nội tâm nhiều hơn. Thì những cái ai mà kiểu đứng đứng tuổi một chút thì sẽ, tôi nghĩ là sẽ hợp với cả kiểu cây này. Còn ai mà trẻ thì sẽ trẻ trung, tính chú trẻ trung sôi nổi thì sẽ thích Cordova là Fusion hơn. Thì đấy là tôi làm một cái so sánh nhỏ như thế để cho chúng ta có cái nhận biết rõ hơn về về âm thanh của hai cây. Và hiện tại thì bây giờ thị trường bán rất là nhiều những cái đàn này, thì chúng ta sẽ có cái mắt con mắt nhìn khách quan để mà chúng ta chọn mình cái đàn phù hợp. Bởi vì có thể là khi các bạn mà ngồi ở một cái không gian này các bạn chơi thì sẽ thấy nó khác, sang không gian khác lại thấy nó khác. Hoặc là các bạn cái tâm tâm trạng của mình đó, nó cũng ảnh hưởng nhiều đến cái tiếng đàn khi mà mình nghe. Thì cái clip này là nó hiển hiện ra luôn để cho chúng ta thấy được luôn là chúng ta hợp cái nào. Thì hy vọng là các bạn sẽ chọn cho mình được những cái đàn tốt. Chúc các bạn vui vẻ trong ngày 20 tháng 11.